À, xin chào các bạn. À, hôm nay Tâm Duyên giới thiệu những nước ấm rất là đẹp, mọi người cùng xem Tâm. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ ủng hộ like và đăng ký kênh giúp Tâm. Cảm ơn mọi người. À, chảo rất là đẹp nè. Ừ, có con trùng mới vừa vào nè, nó ấm này, nó vào đó. Nó không thể thoát ra được. Con này sẽ bị tiêu hóa, cái nó ấm sẽ tiết ra enzyme tiêu hóa con trùng đó. Đẹp các bạn này đó. Màu sắc thì cũng đẹp đó. Đó kia đẹp mọi người. Này, còn những ấm mini đây bọn này rất đẹp. Đó. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó. Nhỏ nhỏ xinh xinh đó mọi người. Đó. Nhìn rất kia là cô tay nha mọi người. Đó. Đẹp. Đó. Đây. Đây là cái win đi như sao à, đó này. Đó. Đó. Nó nhỏ vậy. Đó, nó nhỏ vậy thôi. Ừ, riêng đặc biệt là lóa này, này nó có này, chứ không tiêu biến như mấy cái lóa này tiêu biến này. Đó. Đây là cái quyên rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp mọi người. Đây là cái bu này. Em bu này nó màu đỏ. Màu đỏ ấm màu đỏ này. Rất là đẹp. Đó, màu này. Màu cũng rất là đẹp mọi người. Có màu xanh này, màu đỏ đỏ này, màu rất nhiều, màu sắc rất nhiều đẹp. Đó, ấm này, đây cũng thuộc, đây là cũng ambu này, cũng thuộc họ cũng ambu này cũng to này, đó, rất nhiều to mọi người, đó, hai dòng cũng là ambu, đó, kiểu rất nhiều đẹp, ambu này thì mới nở được 2 ngày. Đó, màu rất là đẹp. Đây, rất là đỏ luôn này. Siêu đỏ luôn mọi người. Rất là đẹp. Rồi, rất là cụ tay này. Đó, xinh xinh nhảy xinh xinh này, màu xanh. Cái đáp ấm thì rất là nhiều màu. Ấm nó kia này màu đó bạn, màu xanh này, màu xanh nhưng mà màu đỏ lớn lên sẽ màu sẽ đỏ. Đây, đây cũng đẹp này, đây cũng là dọn âm bu rồi, âm bu đây có là gì đỏ này. Thế mà lớn lên là màu rất kia đỏ này. Đó. Màu rất kia đậm này. Màu rất đậm này đó, đó ha, đỏ màu đỏ đó kìa, đẹp đó. Đó, rất kìa đẹp. Đây cũng dọn là ambu nha các bạn, ambu đỏ, ambu đỏ này. Đây đây kia cũng đẹp giống như hồ lô ở dưới thì to này, trên thì nhỏ đó. Đó kia là đẹp em mọi người. Còn khủng nữa bọn này. Quá to luôn. Quá to quá khủng luôn. Như vừa này. Đó. Đây. Đây là chưa nở này. Cái ấm chưa nở. Đó còn. Đó. Cái đó ấm này chưa nở, nở rồi to rồi này, này. Đó, khủng luôn.
Này, ấm nó kìa, to này, đẹp không? Ấm đi là ấm cô đó, bọn này, nó có thể quay lại này, này cái đàn nó có thể quay lại này. Đó, thường thường nó ở trước đài này, trước đài, cái xa khi ấm lắng lại ấm cô nó sẽ quay ngược lại, nó sẽ quay ngược lại, y như vậy. Ừ. Nếu bình thường thì này, ấm nếu bình thường nó sẽ đi đây. Khi lớn lên là ấm cao nó sẽ quay lại ngược lại. Đó, nó có thể quay mọi người. Đó, nó đang quay này, ấm trung đây gọi là ấm trung. Đó. Đó. Nó kia là đẹp mọi người. Đó.